Thưa quý vị, ngày xưa mà những thức phim đầu tay của Út Lợn mà khi nó tiếp cận trên sâu đó cực kỳ thú vị, đi cá vợ lẫn chồng đó, rồi xuống đó rồi cái kẻ tung người hứng, rồi cũng quay những thức phim nó cũng lâm ly bi đát về cái tình cảm, rồi có những ngôn từ mà nó cũng đi sâu vào lòng người, có những cái lời hứa hẹn thì nó thật sự nó cũng ghi vào lịch sử. Nhưng đến bây giờ tiền là Út Lợn có trong tay mà nó không xuống Đồng Tháp để nó đưa chim sâu như ngày xưa, mà bây giờ cái báo một con bị bệnh tâm thần mà đưa cái số tài khoản. Tôi hỏi quý bà con, với chim sâu nó không có cái ý thức cái tài khoản là gì luôn. Hỏi trúng một cái con không biết chữ, hỏi trúng một con là không có một cái ý thức gì về cái số tài khoản, và nó cũng chẳng biết là tài khoản nó làm gì luôn, mới lạ chứ. Vậy mà theo dí nó, mà đây là một cái cuộc gọi chủ động của Út Lợn, gọi để nói chim sâu, rồi để mà tung lên mạng để làm cái bằng chứng là tôi có liên lạc chim sâu, là yêu cầu nó gửi số tài khoản. Mà do nó chậm là nó chậm gửi, là do chim sâu nó chậm gửi, không phải là tôi chậm trả. Chim sâu nó không gửi qua chứ không phải là tôi chậm trả, đúng không? Có phải cái mục tiêu vậy không Út Lợn? Trời ơi, đến bây giờ là cái thời điểm nào? Ông bà xưa nói một câu rồi, thâu thương thương cho trót, đúng không? Trời, ngày xưa mình thương nó được mà chẳng lẽ bây giờ mình không xuống tận nơi được hay sao? Mà phải là quằn qua quằn lại cũng liên quan số tài khoản, thật sự 6,3 triệu đó. Cái một cái số tiền nó thật sự nó không đáng là gì cả. Đấy, nhưng đó là tiền của người ta. Mình ngày xưa mình cũng giữ chứ đâu phải là ai bắt mình giữ. Bà năm gỡ nào bắt mình giữ đâu, năm gỡ cũng đã nói rồi, đúng không? Năm gỡ bảo là tiền của chim sâu thì lấy muốn tiêu gì đó tiêu, chứ bà đâu có bảo là giữ lại cho chim sâu. Mình tự ý mình giữ. Bây giờ cũng là một cái câu nói quen thuộc ngày xưa, mẹ thương con lắm, mẹ muốn bảo vệ cho con, sợ nó mất, sợ cái như là con đem về rồi con tiêu nó phung nó phí. Ủa tại sao không tính cái vấn đề là gửi tiền qua cho mẹ nó mà phải gửi tiền qua cho nó? Đã biết nó là một trong những người giữ tiền không được, và bên cạnh nó nguyên cả một cái đám cần cần, đó là Long Tứ và những người bên cạnh, mà vẫn cố chấp gửi tiền cho chim sâu là gửi cái như thế nào hả? Gửi hôm nay ngày mai cũng hết thôi. Mình muốn thương nó, mình muốn giữ cho nó, chỉ có người mẹ ruột thôi. Người mẹ ruột mới giữ được tiền. Người mẹ ruột mới nói là cái tình thương mà không có điều kiện với đứa con của mình. Thế còn Út Lợn tình thương có điều kiện, là tao thương mày thì mày phải về với tao, rồi để tao quay phim mày hàng ngày. Chứ còn mày không về với tao thì tao không có thương, tao không quay được phim này, nó thật sự tao không có nuôi, đúng không? Tôi thấy những cái kèo này nó thật sự với con nó đinh nghét vậy đó. À, mà Út Lợn nó vẫn là nhe răng ra để mà nó nếm trải thì tôi thật sự thua luôn. Trời ơi, cái kiểu này mấy bài này gọi là cụ quét rồi. À, rồi bây giờ cái câu chuyện mà thằng Long Tứ bảo rằng nó có bồ đó quý vị, nó có bạn gái đó. Đó, cái này thì tôi nghĩ như thế này, cái chỗ thằng Long Tứ thì chắc là bà con còn không lạ cái thằng này đâu. Nó đến với chim sâu là bằng cái gì đó là chắc bà con cũng đã biết rồi. Cái câu chuyện này tôi nói đi nói lại mãi rồi, đến với chim sâu là chỉ có tiền và tình thôi. Mà tình đó là tình giả, mà lấy lại cái nào lấy cái thể xác là thật. Đây, lên tất cả các thức phim nó ôm nó hung chim sâu như mà tôm mà hung jari, hung trùng chục mà cái nụ hôn không có tình cảm. Đến bây giờ chim sâu không còn cái giá trị lợi dụng thì thằng này nó thật sự ra bà con thấy cái dấu hiệu nó cũng đã buông dần rồi đó. Như theo lời con Út Lợn nói đó, Út Lợn nói chim sâu bảo rằng là Long Tứ bây giờ nó có bồ đó. Đúng thâu, chứ bây giờ nó thật sự với con, một nguyên cả một xã hội mà nuôi cho thằng Long Tứ đó. À, thì bây giờ thằng Long Tứ mà không có tiền chục triệu thì tôi nghĩ là cũng không thể. Long Tứ bây giờ cái số tài khoản nó có tiền, mà tôi nghĩ là có rất nhiều tiền. Bất kỳ ai gửi tiền mà liên lạc qua nó thì cũng qua số tài khoản nó hết trơn, chim sâu không biết. Và ngày xưa bà con còn nhớ cái chị Nhung ở Đồng Tháp, chị này cũng đã gửi 2-3 lần tiền cho Long Tứ.
gửi qua chim sâu nhưng mà gửi vô tài khoản của Long Tứ rồi nó yếm luôn, nó không có tiết lộ, nó không có nói, thì nó không nói sao chim sâu biết được quý vị. Rồi nó mới xảy ra chuyện lình xình mà thằng anh nuôi lên tiên bố mà gửi kể như là 5 triệu thì 500 ngàn thì nó gửi lại cho 50 triệu đó. Đó. Mà gửi 1 triệu rưỡi thì nó phải gửi là 150 triệu đó. Đợt đó cũng lình xình đó quý vị. Rồi cuối cùng là nó im ru cho tới bây giờ đó. Người ta đại đa số người ta gửi tiền qua tài khoản cho thằng Long Tứ. Đó, thì bà con biết thằng này nó lưu manh dở sợ ha. Gửi cho chim sâu hoặc là gửi cho chung hai đứa, nhưng số tài khoản thì thằng Lâm Tứ nó giữ, thằng Lâm Tứ nó sử dụng. Thì tôi nói mạnh thường quân nào mà cũng nó thật sự cũng rắn rối dở sợ luôn. Đã biết một cái thằng nó lưu manh, một cái thằng gọi là nó ăn giật của người ta, một cái thằng mà thật sự nó không có cái lương tri, mà bao nhiêu tiền dồn hết cho nó thì thật sự chẳng khác nào đó, chẳng khác nào mà giao trứng cho ác. Dễ gì mà nó đưa chim sâu, nó không lấy của chim sâu thì không bao giờ nó có chuyện mà đưa chim sâu đâu quý bà con. Nó lấy thêm chứ đừng nói chuyện đưa lại. Vậy mà cái nhiều mạnh thì quân vẫn còn là cái như là gửi tiền vô tài khoản nó thì tôi bó tay. Đó. Và đến bây giờ chim sâu lên cũng là cũng khóc rầm rồi đó. Đó, Lâm Tứ nó có bồ đó. Đó. Ngày xưa mà ở nhà Vĩnh Long nó còn rước một cái con nào đó mà thật sự cái tướng như là một cái ông thần đất đó mà tới. Ở rồi Út Lợn cũng ghen tuông chạy ra cũng đỡ đạn quá trời quá đất đó quý vị. Nửa đêm nữa hôm đó thì muốn chi bây giờ nó về đất Đồng Tháp, một trong những vùng đất của nó, một trong những vùng trời bình yên của nó. Thì bà con nghĩ đây chim sâu nói có nghe hay không? Mà về thằng Lâm Tứ này là một trong những thằng cũng đã từng tác động vật lý với chim sâu. Những thước phim đó là YouTube nó cũng đã quay, nó đưa nó cái gọi là nó quay lên mà lúc nó đưa lên nó cắt đoạn đó ra. Nhưng vẫn có cái câu nói đó, hiện bây giờ có một số kênh đất vẫn còn đang giữ clip gốc đó. Sau ống kính bà con thấy đối xử giùm sâu thấy bài bản không? Trời, nó tác động vật lý con người ta mà lên bờ xuống ruộng đó. Rồi khi mà YouTube nó phát hiện rồi nó quay lên bắt đầu là ăn chối leo lẻo, mà người ta cũng đã đưa những thức phim nó lên rồi, có nghĩa là cái kênh YouTube kia nó đưa lên rồi mà bà Út Gà bà năn nỉ sao nó gỡ xuống, chứ đâu phải nó không có tác động vật lý đâu. Yêu thương lạ vậy, yêu thương gì mà không đi lao động, không đi tìm cớ mưu sinh mà dựa vô một con tâm thần xong rồi đó, rồi tác động vật lý đủ tất cả các kiểu mà bảo rằng yêu thương chim sâu. Vậy mà nhiều mạnh thì quân cũng tin như đúng rồi đấy. Nhiều mạnh thì quân cảm thấy rằng đây là cái phước của chim sâu đó, bây giờ phước hay quả đó. Đó. Lũ đây nó giống như ăn chuối đâu quý vị, ăn xong vứt vỏ rồi, ăn giống ăn chanh đó, nặng chanh rồi vứt vỏ. Nó đâu có cái ơn, cái nghĩa, đâu có tình, cái đồ gì đâu, đúng không? Nó thể hiện một cái gọi một lối sống mà thật sự của con nó quá suy đồi về cái đạo đức. Chỉ biết tiền thôi, chỉ biết tiền, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết hưởng thụ thôi. Chứ còn không biết cái giá trị lao động, không biết tình là gì, cái nghĩa là gì. Đó. Thà thông ngay từ đầu nó đừng có gọi là yêu thương chim sâu thì cộng đồng mạng dễ xử, đúng không vậy? Đấy. Thì cái số tiền mà nó thật sự cộng đồng mạng mà quyên góp ủng hộ cho nó làm cái căn nhà cho bà Út Gà đó, thì đủ chim sâu nó sống ít ra cũng được đôi ba năm. Nếu như con người tiếp quản đồng tiền đó và chi phí nó hợp lý thì chim sâu nó cũng sống được đôi ba năm. À, cuối cùng bây giờ tất cả tình thương của quý vị là dành cho chim sâu, là nó dồn hết cho căn nhà. Bao nhiêu tiền nó cũng dồn hết căn nhà. Cuối cùng căn nhà bây giờ nó đâu có ở đâu. Căn nhà bây giờ nó không ở nè. Những vật dụng có khả năng là người ta bán hết rồi, cũng chỉ thừa chim sâu. Thật sự chim sâu chưa chắc số tiền đó đã đưa hết cho chim sâu. Nhiều lúc bà Út Gà bà còn lên bà nói đây là cái tài sản chung của hai đứa mà. Đó hả? Tài sản chung của hai đứa thì bao gồm cả cái xe máy và cả cái cặp, cả cái loa kẹo kéo và cả điện thoại của thằng Long, mới gọi tài sản chung hai đứa chứ. Cái này chia rồi, cái này là của phần chim sâu, chung hai đứa chỗ nào? Mà bảo lên như đúng rồi quý vị, đây là tài sản chung hai đứa thì nó được quyền nó bán, không dùng thì được quyền nó bán. Trời đất thánh thần thiên địa, nghèo đến mức mà nó thật sự nghèo tiền nghèo bạc, bây giờ nghèo cả cái liêm sĩ cũng nghèo luôn bảo gà.
Người ta nghèo tiền nghèo bạc là đủ sợ rồi quý vị, mà đằng này nó thật sự cái liêm sĩ nhân cách là nghèo theo, thua. Mình làm cái gì cũng phải giữ lại cái liêm sĩ nhân cách của mình chứ. Gọi là của chung, của chung mà cái xe máy là của riêng Long, à, điện thoại của riêng Long, loa phải kéo của riêng Long. Còn những cái vật dụng mà ngày xưa chia cho chim sâu bây giờ là của chung của Long Tứ với thằng Long đó, là của chim sâu đó. Từ một cái gia đình gì đâu mà nó thật sự con nó rối sao mà như nồi cháo heo đó. À, chỉ biết là ngửa tay nhận tiền, không có biết là cái sử dụng đồng tiền thế như thế nào, gọi là có cái gọi là cái nhân cái nghĩa. Chỉ biết ngửa tay nhận tiền thôi. Sống quá gọi là quá gian ác. À, với một đứa bệnh mà sống vậy, thật sự những con người này hình như là nó thật sự họ không còn một cái chút gì gọi là tình người quý vị. Cạn tàu ráo má, trời ơi, sống cái đó thua rồi. Để. Bây giờ Long Tứ có đôi ba đồng bạc rồi, cũng muốn tìm những người con gái khác rồi. Ngày xưa nó ở tại đất Vĩnh Long là cũng có rất nhiều người đó, cũng là báo với tôi đó. Nói trời thằng này đó, tôi tối là coi như là nó chạy đi ra ngoài phố đó, nó chạy ra ngoài thị trấn đó, rồi nó tìm phụ nữ. Thằng Long đó, ngày xưa ở tại Vĩnh Long nó cũng đã từng đi làm như vậy rồi. Đó. Kiểu là ra mấy cái gọi là mấy chỗ mà massage, mấy chỗ mà có gái làng chơi đó, là nó vô đó. Nó vô đấy mà nó thật sự nó lấy tiền của Mạnh Thường Quân mà nó đi gọi là đi massage, đi cả như là đi thư giãn. Đó, mà nhiều người nói tôi vậy mà tôi lên tôi nói bắt đầu út lợn nó lên nó chối leo leo nó bảo vệ thằng Long. Trời, Long nào như vậy đâu. Long nó thương chim sâu dở sợ, nó yêu chim sâu dở sợ. Tôi nói là cái như là nó thật sự cháy nhà rồi mới lòi ra mà chuột chứ dễ gì mà nó chịu chạy ra. Đó. Một cái thằng mà cái máu hưởng thụ có đôi ba đồng bạc là muốn đi tìm một người đàn bà mới là cái thứ này là vứt rồi. Mà đâu phải đồng tiền của nó làm ra quý vị, đồng tiền của Mạnh Thường Quân mà nó cầm nó đi gọi đi tìm gái nó mới lạ chứ, mới đập vậy chứ. Vậy mà Út Lợn vẫn bảo vệ, vẫn bào chữa cho mình được. Trời đất thánh thần, khi mà tôi nghe cái này tôi lên mấy bài liên tục. Bắt đầu là Út Lợn lên là bảo vệ. Trời ơi, không có chuyện đó xảy ra. Ủa ngày xưa là tại sao là không tin chuyện đó xảy ra mà chuyện đó đã xảy ra. Rồi bây giờ tại sao lại tin? À, bây giờ là Lâm Tứ có bồ là chim sâu nói tại sao lại tin? Mà ngày xưa là cái như là tôi nói lại không tin. Nó căng chỗ đó. Cái chỗ Út Lợn đó. Đó, ngày xưa đó là mình nói cái chi nó lên rồi phan bác hết. Lên là cái như là không có chấp nhận cái cảnh mà Lâm có người tình. Không có chấp nhận cái cảnh mà Lâm đi ra ngoài kia đâu. Anh đời thường nói sai rồi. Sao biết đúng hay sai? À, người ta gặp thằng Lâm thì người ta cái như nói với tôi mà tôi lên tôi chia sẻ bảo rằng tôi nói sai. Thế Út Lợn hàng đêm có ở bên cạnh thằng Lâm không là biết đúng hay sai? Rồi đến bây giờ con chim sâu nó bảo thằng Lâm có bồ rồi, thằng Lâm có người bạn gái mới rồi, là tại sao Út Lợn phải tin? Mà mình ngày xưa nói là không tin, bây giờ chim sâu nói là tin, trời ơi nó lên đấy bà con thấy không? Nghe chim sâu bảo rằng Long Tứ bây giờ có bạn gái mới rồi, có người yêu rồi. À, nó bây giờ nó lạc lẽo với chim sâu rồi. Nó lạc lẽo từ ngày xưa. Cái lúc mà nó có tanh cái mùi tiền của Mạnh thì Quân đã lạc lẽo rồi. Út Lợn cũng đã từng chia sẻ một trong những cái clip là nó nói rằng là chim sâu nó kể như là nó nói thằng Long Tứ là dạo này lạc lẽo lắm, dạo này là hững hờ lắm, tối lại là vô phòng ngủ rồi nằm riêng đó, nằm rồi nó dây cái phao câu ra thôi. Rồi chim sâu đi mép lại Út Lợn chứ Út Lợn nói một câu đó, con an tâm đây, cái món nào cho món này là mẹ trị được đó. Nó cũng chỉ cho chim sâu một cái chiêu. Ở rồi cũng là cơm lành canh ngọt suốt một khoảng thời gian cũng tương đối đó quý vị. Bây giờ nó trở chứng lại đã không biết là cái kèo này rồi Út Lợn rồi chỉ cho chim sâu cái chiêu gì đây đấy. Ngày xưa Út Lợn nói trời ơi, mẹ tướng chuyện chi, chứ còn cái chuyện mà thằng Lâm nó kể như nó hững hờ nó lạnh nhạt cái con làm mẹ dư khả năng xử lý đã. Ngày xưa có đó quý vị, con không phải không có đâu. Rồi chỉ sao chỉ riết ra. Đó, không biết rồi chỉ rồi trong quá trình chỉ rồi những cái động tác khó đó, rồi có nhảy vô mà gọi là để thực hành thay hay không thì tôi thấy nó cũng hay căng. Ngày xưa bảo vệ thằng Lâm Tứ thật sự
quên cả trời đất. Đó. Rồi bây giờ đó, bây giờ rồi cái nhà chim sau nó nói một phát là bảo lên, bà chia sẻ liền. Chứ nếu ngày xưa những đoạn này là Út Lợn nó cắt ngang liền. Những đoạn mà Út Lợn bảo rằng, chim sau bảo rằng Lâm Tứ có bồ cái đồ là Út Lợn cắt ngang liền. Đó. Thời thế thôi quý vị. Cái thời thế thôi. À, chứ còn nếu mà ngày xưa tôi nói quý vị nha, Út Lợn mà lên tố giác thằng Lâm mà có bồ đó, là Út Lợn cũng chẳng có một xu luôn. Thằng Lâm nó rời khỏi Vĩnh Long thì chim sâu cũng phải đi thôi.